ra chút xíu gì ta. Trời ơi, nàng tiên cá cơm. Chắc bị kho quẹt. Ừ, chắc kho quẹt rút lại. Con ơi, con nghe gửi lời chào đến cô chú và con tên gì mấy tuổi nè? Con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Nhập Dương Cầm. Năm nay con 5 tuổi. Con có mơ giấc mơ bé xíu. Sau này con muốn trở thành một ngôi sao lấp lánh lấp lánh. Lấp lánh lấp lánh. Con sẽ đi khắp thế giới biểu diễn. Ok. Tôi biết rồi, Dương Cầm hôm nay biểu diễn đàn piano phải không? Đang đứng. Nhảy belly dance. Ủa đúng hả? Con nhảy đeo bi đăng cùng với nhảy đu dây nghệ thuật. Wow, đu dây nghệ thuật. Bé thế này có làm được không con nhỉ? Cá. Con học rất là nhiều môn. Ví dụ là múa bông, hai là đu dây, ba là nghệ thuật xiếc. Con sẽ chơi là môn xiếc đu dây ạ. Tại vì môn đấy rất là mạo hiểm mà. Cô dạy con nhảy lùa trên không, sạc ngang trên không, sạc dọc nữa. Và cô dạy con lúc nhảy ra thì con rất là thấy vui. Con Nguyễn Nhập Dương Cầm sẽ là siêu tài năng nhí. Hãy cổ vũ cho con. Yay! Cho chú hỏi nè, belly dance là cần phải có belly á, tức là mình cần phải có cái eo á. Đó, nó hơi mở mở thịt thịt giống chú Trấn Thành nè, rồi mới nhảy được. Rồi cái eo con đâu? Người ta có cái eo thon bé tí rồi. Con khẳng định lại là cái môn này là người ta là cần bụng gầy hay là bụng có mỡ? Bụng gì? Bụng gì cũng được. Ừ, nhưng mà không có được bụng dạ xấu xí nha. Đúng rồi. Em nôn nóng quá là không biết cho con biểu diễn chào sân được không ạ? Chắc đẩy mấy cái nhẹ thử coi. Dạ. Ừ. Bây giờ mình biểu diễn ha. Sẵn sàng nha. Rồi, dễ vô cô. Đây. Ui. Sao ba nhỏ chiếc vậy? Ngầu nha. Trời mặt kìa. Ôi, dữ gì dữ vậy? Cái gì mà dữ vậy? Cái gì mà dữ vậy?
Hồi nãy nó chào kiểu giống như là đang quay nè, quay thi, quay, quay, xuống nè, mặt hết máu nè, ừ, chào nha, chào nè, ừ, chào, ai làm gì làm nha, hết máu rồi nha, ừ, kiểu vậy đó, rồi sao dữ vậy, cái gì mà dữ vậy? Con ơi, cảm ơn về cái một cái màn biểu diễn vô cùng là tuyệt vời của con. Một tràng pháo tay cho con nè, cảm ơn con rất là nhiều nè. Quá giỏi. Con làm tất cả mọi người trong trường quay rất là ngạc nhiên. Con học lâu chưa? Con học lâu rồi ạ. À. Học lâu là mấy năm? Con học được 3 buổi ạ. 3 buổi hả? 3 buổi. 3 buổi hả? Cái gì? Học lâu rồi. 3 buổi mà con nhảy được như vậy à? Kiến thưa cái gì, bây giờ là em không cần biết là nó như thế nào. Bây giờ mới có giọng trầu biểu diễn thôi đúng không? Rồi, cho bé này đi thắng tiếp. Một không kẹt. Coi có một màn mà. Mới có một màn chơi thôi mà em hút rồi. Chúc mừng con. Như vậy là trong top 10 chúng ta năm nay cô muốn cát cơm rồi. Ôi, không biết con có hiểu được tình hình cô bây giờ không con? Bây giờ là con mới chào xuân thôi. Nhưng mà con hãy về nhà tập chuẩn bị thêm 3 buổi nữa ở đây quay vào vòng trong nha. Kêu nhờ em nói nó mới không hiểu đó. Ôi sao? Con có hiểu cô này vừa nói cái gì không? Thấy chưa? Nè, cái cô này nè mới chấm con vào vòng trong luôn rồi đó, vui không? Con hiểu. Thôi mình làm theo kịch bản đi để con nó rối nè. Rồi con rối, con chưa hiểu. Rồi bây giờ con vừa biểu diễn chào xuân xong và con làm cho mọi người sửng sốt. Con nói là con tập 3 buổi nhưng mà cái bộ môn belly dance nè cộng với bộ môn đu dây này nè ở nhà là con tập lâu chưa? Gái ơi, ai dạy con cái bài này? Cô của con ạ. Ừ, con học cái môn này á là bao lâu rồi? Con không biết ạ. Bây giờ thì để dễ giao lưu hơn thì chúng ta sẽ mời mẹ của bé lên ạ. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được một người có người thông nghiệp viên rồi. Hiểu được chúng ta rồi. Dạ, chào ban giám khảo ạ. Chị cho mình hỏi một câu hỏi quen thuộc thôi. Là cháu nó học bao lâu rồi chị? Thật ra thì Dương Cầm thì đã được làm quen với múa từ khi còn nhỏ ạ. Vì mẹ cũng là giáo viên dạy múa. Nên là con rất là hay đi theo mẹ. Mặc dù là bạn ấy chẳng bao giờ để ý cái gì nhưng mà bạn ấy thuộc rất nhiều bài. Chỉ toàn là nhìn bắt chước thôi ạ. Sau đó thì bắt đầu là mẹ mới cho con theo học nghiêm túc ạ. Belly dance thì con làm quen khoảng nửa năm ạ. Còn đu dây thì thực chất là khi bắt đầu đăng ký chương trình thì là con học được 2 buổi. Đấy là tính từ lúc con chạm vào dây ạ. Sau đấy thì cô thông báo rằng là một tuần sau con sẽ đến quay. Thì ngày nào con cũng đi học và tính từ thời điểm con bắt đầu làm quen với dây cho đến ngày hôm nay là được 7 buổi. 7 buổi. 7 buổi mà có thể đu và tạo dáng ở trên dây điệu nghệ như vậy à chị? Thật ra là khi mà mẹ nói với cả cô giáo của con là diễn viên xiếc, nói rằng là con sẽ tham gia thì cô ấy rất là lo lắng và nghĩ rằng là con không thể làm được. Thế nhưng mà trong các buổi tập thì bản thân cô giáo cũng và gia đình thì đều rất là bất ngờ ạ. Bởi vì là con làm rất là siêu và cái khả năng ghi nhớ của con rất là tốt. Bạn ấy làm rất chắc chắn với cả cũng không thấy sợ hãi gì. Thậm chí lại còn rất là thích thú khi mà được nhào lộn trên không thì bạn ấy rất là thích ạ. Hồi nãy mà em nó đẹp treo ở trên á, là dưới này tôi nghĩ rồi là bố mẹ là phải trong cái nghề này. Tại không ai mà liều lĩnh vậy mà cho con mà nó bé như con cá cơm như vậy mà. Tôi nghĩ là gia đình chị là siết nhưng mà không nghĩ chị chỉ là vũ công thôi. Nhưng mà nhờ như thế có một cái gen truyền lại cho bé, bé mới có một cái đam mê như vậy. Tại vì khi mà thả mình ở trên đó cảm thấy bé rất là tự do với cái đam mê và với cái những cái nhiệt huyết của bé. Và điều quan trọng một điều đó là bé phải rất yêu thích nó thì bé mới có thể làm được như vậy. Điều này đúng với tên của chương trình đó chính là siêu tài năng nhí, đúng là rất siêu. Và quyết định của cô Harry Won rất là đúng nha. Đưa thẳng vào trong thì rất là chính xác luôn. Đúng thiệt cơ. Cảm ơn cô chị. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn mẹ của bé rất là nhiều. Giờ thách gì nữa, bà vô vòng trong được thách gì nữa. Nhưng mà mình phải xem thêm khả năng. Phải xem thêm chứ. Thì bây giờ về đu dây, cô nói là con học được nhiều buổi rồi. Thì con biết là khi mà đu dây chúng ta sẽ tạo được rất là nhiều dáng trên không đúng không nào? Đúng ạ.
Thì bây giờ cái số lượng dáng mà con đã được học trong 4 năm buổi vừa rồi là tầm khoảng bao nhiêu dáng? Tầm khoảng 10 dáng á. 10 dáng đúng không? Bây giờ mình trả bài nha. Mình trả bài coi có thuộc hết 10 dáng đó không nha. Có. Rồi bây giờ sẽ là một thử thách cho bé. Đó chính là đu dây trên không thay đổi liên tục 10 dáng ạ. Ok. Con em thiếu lớn quá. Dẫn chơi thiệt á. Hồi nãy mình cảm giác như là nó bị kẹt, nó bị gối lỡ, nó bị cuộn lỡ mà nó chui hồi hộp cũng ra hay thiệt. Không, nhưng mà thật ra là những nghệ sĩ mà đu dây nghệ thuật như thế này họ có tính toán hết. Họ còn lợi dụng cả cái lực khóa của sợi dây để mà họ có thể tạo được cái dáng đó ở trên dây nè. Dạ đúng rồi. Phải có một thân hình rất là dễ dai, phải tập luyện rất là nhiều để mà có thể trụ được một cái thế ở trên đó. Không biết nhà mình có muốn thử thách hay muốn xem bé biểu diễn kỹ năng gì nữa không ạ? Con gái ơi, con về nhà con nói cô của con á, tập cho một bài chất lượng hơn nữa thi vòng chung kết nha con gái. Con tập thêm cái phần lắc đầu nha. Lắc đầu nha, chú là chú khoái cái lắc đầu của con á. Ôi, cái gì mà dữ vậy? Mình biểu diễn cái lắc đầu belly dance lại lần nữa cho cô chú xem được không? Yeah. À không, không, bé. Cái gì là một lần thôi? Lần thôi, kêu cái gì một dĩa là một dĩa, đừng có thêm cơm thêm mỡ hành đồ tao không chịu. Thôi, bây giờ con đã làm rất tốt và cô Harry Won ngay từ màn chào sân đã tặng cho con một tấm vé vào thẳng vòng bán kết. Bây giờ con hãy về nhà tập luyện và quay trở lại với siêu tài năng nhí nha. Bây giờ thì gửi tặng quà cho bé Dương Cầm. Xin mời phần quà của Help Cowboy ạ. Cảm ơn Help Cowboy nha, và đây là quà cho con. Ôi, cầm cái bảng che mất tiêu cái người luôn rồi. Và như vậy là với tấm vé tuyển thẳng của cô Harry Won, chúng ta sẽ gặp lại bé Dương Cầm vào vòng bán kết của Siêu Tình Ăn Ý. Cảm thích nhất Chú Trần Thanh là vì điểm chùa ấy làm cho con cảm thấy buồn cười hơn. Cảm thích của Harry Won vì cô Harry Won sẽ cần vật tặng top 10 Siêu Tình Ăn Ý. Con thấy cô Yule dễ thương. Và cô Yule thì rất là ấm áp. Con chào chú Trần Thành. Con chào cô Harley Wood. Con chào cô Khải Như. Con chào cô Yule. Chào con. Con tên là Nguyễn Nhọc Dương Cầm. Năm nay con 5 tuổi. Con đến từ Hà Nội. Sở thích của con là nhảy múa, piano, vẽ, đu dây. À, nhớ không nhớ? Quay TikTok. Đó là bộ môn yêu thích. Có vài hôm trước em cũng có gặp các bé, động viên tinh thần các bé thì cũng có hỏi thăm là con ơi, con có tập luyện nhiều không? Thì con bảo là con không tập luyện gì cả. Ủa sao vậy, con không lo à? Con sắp thi con không lo? Con lo chứ, con lo nhiều lắm nên chả có thời gian tập nữa. Dương Cầm thì con đã tập luyện như thế nào, chuẩn bị sao rồi? Con lắm, chẳng còn thời gian để tập nữa.
Lo quá, lo tới mức mà không có thời gian để tập luyện luôn mọi người ạ. Lo tới mức độ tập không nổi luôn. Nói vậy thôi chứ có chuẩn bị nhiều bài lắm đúng không? Vâng ạ. Chúng ta hãy cùng chào Sơn nha. Vâng ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lại bàn chào Sơn của bé Dương Cầm ạ. Xin mời. Gì nó cũng dám làm thôi. Cảm ơn phần trợ diễn của bạn dancer Thế Lộc dành cho bé Dương Cầm. Hồi nãy nhà Harry chứng kiến được một cái bé thì không sợ dịch, quăng hết người. Rồi cái người mà diễn chung á thì lại sợ bé bị trật hả? Dạ. Ông nhảy với đứa bé mà tôi tưởng giống như đi đâu shopping vậy, cầm bịch chè quăng qua quăng lợi vậy thôi đó. Chưa bao giờ thấy một đứa con nít nào không sợ như con. Không sợ gì hết á. Con diễn không sợ không vậy? Đã quăng mình quá trời không sợ hả? Nè, lúc trên dây con sợ không? Quay con chóng mặt không? Con tập nhiều, con quen rồi cho nên con không sao. À không sao, chứ cô chú có sao nha con. Vừa rồi là màn chào Xuân của bé Dương Cầm. Thì bây giờ trước khi vào phần thử thách thì bé sẽ có phần thay đổi trang phục cho phù hợp hơn ạ. Ok. Và ngày hôm nay thì bé sẽ thể hiện rất nhiều những phần thi về múa đương đại. Và trong nghệ thuật múa đương đại thì chúng ta cũng có những kỹ thuật để hóa thân thành nhiều con vật khác nhau, giống như bé Thiên An đã từng thể hiện trên sân khấu của Siêu Tần Ăn Nhí mùa thứ 2. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại bé Dương Cầm và bé sẽ hóa thân thành một chú mèo con. Và chúng ta hãy cùng xem chú mèo con sẽ thể hiện điều gì trên sân khấu nha. Xin mời ạ.
Cao đó. Đây. Oh, mới lộn một tay nha. Bắt được rồi đó. Con rùi thôi đó. Trời đất ơi, ba lụp là ba chụp là ba lên liền. Vô lòng rồi. Bị bắt. Trời ơi, bị thương. Kiệt sức. Xỉu. Khoan, còn cái đoạn hậu truyện nữa. Ủa, sao xong chưa con? Xong rồi ha. Mình xong rồi ha. Cái đoạn sau là con mèo nó bị sao con gái? Lúc mà con đang đuổi bắt con chùa cái thì con không biết cái kia là cái gì, xong con bị mắc vào cái bẫy đúng không? Sau đó con phải tìm cách mà ai con mới xuống được. Ồ. Lúc con xuống ấy thì con hết hơi rồi ạ. Hết hơi là sao ta? Cái nét mà buông xuôi là tại vì hết hơi. Cốt chuyện nó gì chứ không phải là diễn viên hết ơi. Đúng rồi, nên nãy có cái cảnh mà con buông ra một cái là mọi người không hiểu đó là khúc đó con hết. Ai mà dựng bài cái đoạn đó tinh tế là đưa cái tâm lý của diễn viên vào tâm lý của nhân vật hay thiệt. Mới có 5 tuổi thôi mà những cái hành động này nọ đó nó rất là giống mèo lắm luôn á. Tự nhiên thấy nhớ mèo nhà mình dễ sợ luôn á. Thực ra thì bé biết diễn và rất nghiêm túc với cái mình đang làm. Hầu như là thế giới xung quanh kệ. Hồi nãy chú thấy là con có rơi cái này, kệ luôn. Lông cứ dính trên đầu, kệ luôn. Điều con cần làm là biểu diễn cho xong cái bài. Và bài này con tập luyện lâu không? Lâu rồi ạ. Con thấy sắp đi thi rồi, mặc dù con mệt nhưng con cũng phải cố. Con phải cố. Trời đất ơi. Con phải cố hả? Nhưng mà con còn buồn mày nữa. Cái mặt là muốn thi lắm nữa đó. Cái mặt này nha mà không có mà cản trở về sức khỏe đó, em tin không? Nó thi 10 bài liền cho em. Thi bài sau rồi có thay đồ nữa không? Chị về sau con vẫn mặc bộ này ạ. À, vẫn mặc bộ này à? Vâng. Có ai thấy bé mèo vừa rồi nãy đâu không ạ? Đâu mất tiêu rồi. Bé mèo không thay đồ, bé mèo sẽ đu lên dù. Nhưng mà bây giờ thá thinh thành bé khác rồi. Nhiều khi mẹ chú mèo may đồ mới mà chưa có báo. Rồi bây giờ để bé tập trung vào phần trình diễn của mình, chúng ta sẽ giao lưu và hỏi thêm nhiều về nội dung sau khi xem bé trình diễn nha. Rồi sẵn sàng nha.
làm nhiều chuyện mà người ta ngạc nhiên. Wow. Cái này thật sự là tài năng. Đây thật sự là năng khiếu trời cho. Trời ơi sao mà cái chiêu gì mà. Trời con ơi sao cái chiêu mạo hiểm quá con ơi. Con chảy nước mắt luôn thật sự luôn á. Ôi mọi người có thấy không, Harry rất là ngạc nhiên vì cái cuối cùng á, cái kỹ thuật cuối cùng á. Lúc đầu á, bé định xoay mà lúc đó là nó chưa mất có lớn. Không mà bị mất trớn luôn. Cho nên á không có lấy đà được. Nhưng lấy nửa chừng tự lấy đà được. Tự lấy đà luôn. Ui cái đó khó lắm á. Em để nhất là xoay xong xuống đây lộn mèo tiếp. Mà khoái nhất là tới đây dựng. Đá làm nhiều. Dễ thương quá. Chú Thành chỉ nói con đúng một câu này thôi. Chương trình siêu tài năng nhí được tổ chức ra bởi vì có những người như con. Thích nhất là được đi tập tại vì con được gặp anh Long. Một là Long rồi nè, hai là chị Đan Quỳnh, ba là chị Man, bốn là anh Kiệt. Sau khi tham gia chương trình, chắc chắn lớp 10 này sẽ không còn được gặp nhau nữa. Thì con vẫn sẽ giữ liên lạc với bạn Kiệt. Hai đứa đã từng chơi rất vui nên con rất ấn tượng về bạn đó. Dạ, trong thời gian siêu tài năng nhí, người mà con ấn tượng nhất là bé Dương Cầm. Dạ, vì bé nhỏ nhưng mà bé có tài năng rất giỏi. Trong những lúc tập luyện thì con có giúp bé Dương Cầm lau sàn. Con muốn bé Dương Cầm tập được tốt hơn. Không biết là các con có biết không, chứ cô là một người hơi lạnh lùng. Cô
là một người hơi lạnh lùng, cười thì dễ, khóc thì rất khó, thật sự khó lắm. Nhưng mà riêng cái chương trình siêu tài năng ní thì đặc biệt là ngày hôm nay là cô khóc nhiều. Nhiều. Tại vì những cái sự chân thành, chân thật, những cái trái tim ấm áp của các con khiến cho những người xung quanh ai cũng phải khóc. Cho dù là người đó lạnh lùng cỡ nào, không khóc cỡ nào cũng không thể nào khóc được. Nhưng mà giọt nước mắt này là giọt nước mắt mình cảm thấy rất là hân hoan, cảm thấy xúc động và nhẹ nhàng đúng không ạ? Cực kỳ xúc động và rất là hạnh phúc. Hôm nay Harry phải nói với tất cả mọi người là tụi con rất là xứng đáng để đạt được siêu tài năng nhí Top 10. Dạ, lời nói đầu tiên con cảm ơn chú Trấn Hành ạ. Dạ, đã cho con nhận xét và dạy dỗ con ạ. Ngay lúc đầu, ngay từ vòng loại con cũng không nghĩ là con được vô top 10 nữa. Con mới vừa làm một cái điều mà từ đầu chương trình vẫn chưa làm. Đó là khi con nói chuyện con cười. Đây là lần duy nhất mà chú Thiên làm điều đó. Cố gắng làm điều đó thường xuyên. Nè, cô gái Hải Phòng. Dạ, con xin cảm ơn chú Trấn Thành đã đưa ra những thử thách cho con để con chinh phục được bản thân mình ạ. Có ước mơ gì không? Nói lại lần nữa coi. Ước mơ của con là được học cô giáo tạo mẫu tóc nổi tiếng ạ. Rồi gì nữa còn nữa đó? Còn cái câu của con hay nói đó. Chú cho con ở lại để học và tạo mẫu tóc nhé. Để chú cố gắng. Cảm ơn con. Đức nói gì không con? Con cảm ơn chú Trấn Thành và đã cho con vô top 10 của siêu tài năng nhí. Bây giờ chú Trấn Thành bàn hoài suy nghĩ hoài. Bây giờ con có thể có học cái nghề giống như là vi tính. Bởi vì hiện nay tay giả chân giả cũng dễ gắn. Mình có tay chân giả rồi đó. Mình sẽ học nghề vi tính. Con ngồi một chỗ cũng được. Khi mà con đánh máy được, con có thể làm kế toán nè. Có thể làm cái gì đó ở trên cái máy đó bằng cái đầu của mình. Bởi vì mình khiếu khuyết bằng tay chân nhưng cái đầu của mình. Nếu mình có được cái nghị lực, mình sẽ chinh phục được nó. Và với cái đầu của mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Chỉ cần một ý tưởng thôi con. Con có thể ý tưởng là kiến trúc sư, ý tưởng gì đó trên máy. Bởi vì hiện nay tất cả phần mềm nó có thể giải quyết tất cả mọi thứ. Và nếu con về nhà đó, con cứ suy nghĩ khi con chuẩn bị mà thấy có một cái gì gọi là ý tưởng nào đó, con hãy liên lạc với chương trình. Biết đâu chú và chú Trấn Thành có thể hướng nghiệp giúp đỡ cho con, có thể tài trợ con một cái học cái ngành nào đó, một cái nghề nào đó. Bất cứ lúc nào con muốn đi học một cái gì đó thì con liên hệ với mấy cô chương trình ha. Chú Trấn Thành và chú Huyền Linh sẽ tài trợ cho con đi học. Dạ, con cảm ơn chú Trấn Thành và... Cái gì khó thì liên hệ lại với chương trình nha. Gia đàn một ngôi nhà thứ hai của con nha. Dạ. Rồi, cảm ơn Đức rất nhiều. Nè, cá cơm, hồi nãy giơ tay phải muốn phát biểu gì nè. Bây giờ chú hỏi này là trong cái quá trình mà cháu luyện tập với các bạn ấy, là có đặc biệt quý mến một anh nào trong đội không? Có ạ. Ai đấy? Là anh Long. Ôi trời ơi, vì sao lại đặc biệt quý mến anh Long? Tại vì anh Long giúp con. Ờ, chú nghe bảo rằng là cũng có một anh khác cũng giúp con nhiều lắm thì phải. Anh Kiệt có giúp cháu không? Có ạ. À. Thế anh nào giúp nhiều hơn? Ừ, anh Long với anh Kiệt anh nào giúp nhiều hơn? Anh Thịnh. Ừ, anh Long với anh Kiệt anh nào giúp nhiều hơn? Anh Thịnh. Ủa sao kỳ vậy? Tôi phải làm rõ cái mối quan hệ này. Nó lấy luôn. Nó thay phiền quá. Nó lấy luôn. Các con cũng có quý mến anh Lăng Minh đúng không? Con ơi, con thấy trong siêu tài năng ní á, con thấy anh nào đẹp trai nhất? Ừ, anh Long.
Ok, bây giờ hỏi ngay Long. Đưa micro cho Long. Con làm gì với bạn Cầm hả Long? Mà sao bạn lại quý con dữ vậy? Lúc đầu tập nhảy ở đây này nên con có hay đùa giỡn á nên... Giúp đỡ hay là chọc ghẹo? Giúp đỡ hay chọc ghẹo nè? Dạ chọc. Chọc nhiều. Dương Cầm ơi, con mà nói điều này trước khi mà bắn ná thì chắc bong bóng không có bể đâu con. Kiệt ơi, con có bị cảm thấy hơi bị hụt hẫng nhẹ không? Dạ, con cũng có hơi hơi. Hơi hơi. Thế con có điều gì muốn nhắn nhủ với bạn Cầm, con nói luôn bây giờ để ba mặt một lời chứ. Dạ, sau khi con tham gia chương trình thì con cảm thấy rất là vui và hào hứng vì con có cơ hội được làm bạn với bạn Dương Cầm. Nè, tôi nói không có sai. Và con vui vì điều gì nữa? Con vui vì được gặp gỡ các bạn và cô chú ban giám khảo. Mừng quá, ừ. Mình làm động, mình có làm động. Long, bây giờ tới con. Con tham gia chương trình này con được cái gì? Dạ, tham gia chương trình này con cảm thấy rất là vui khi được gặp các bạn, được tỏa sáng trên sân khấu và được gặp các ban giám khảo. Ừ. Con có vui được gặp em Dương Cầm không? Dạ không. Rắc rối à. Ôi, nhìn kìa. Ê, nhìn kìa. Con có điều gì muốn nói không? Để em nói. Con có điều gì muốn nói? Cần thay đổi. Cần thay đổi. Con thay đổi. Con cho chú biết bây giờ ai là người con thích nhất? Kiệt với anh Đăng Minh. Nãy giờ được nhắc rồi. Kiểu mà trời ơi, nó nhắc tôi rồi. Bây giờ con được bạn quý mến rồi, con có vui không? Dạ thưa chú, con vui. Nhưng mà con có quý mến bạn Dương Cầm hay không? Dạ thưa chú, có. Chú muốn hỏi con giữa anh Long với anh Kiệt, con thấy anh nào là dễ thương hơn? Dạ là hai người luôn. Ok, cảm ơn con. Xin được giới thiệu dancer Đạt. Con đã thay đổi ước mơ phi công hả? Con đã thay đổi ước mơ chưa? Dạ sao? Chưa. Chưa. Thế con nghĩ về dancer như thế nào? Dạ anh thưa chú là nó hơi mệt. Mẹ. Chú thấy con chứ. Hồi đây nặng chứ. Mệt mà. Chú hiểu mà, mệt chứ, hai đứa nó lận. Rồi bây giờ tới bạn Quỳnh. Dạ thì con muốn gửi lời cảm ơn tới cô chú Trấn Thành, cô Harry Won và chú Quyền Linh rất là nhiều, tại vì đã nhận xét thật lòng đối với con để con có thể chỉnh sửa. Dạ con mong rằng sau này nếu con gặp cô chú thì con muốn cô chú sẽ thấy con trong một bộ dạng mới hơn. Ừ, chú thì lại không muốn gặp lại con với bộ dạng đó. Chú lại muốn gặp con với danh nghĩa là đồng nghiệp của chú trên một sân khấu. Wow. Dạ cảm ơn chú nhiều ạ. Cảm ơn tất cả các con một lần nữa. Vì chú không nghĩ là chú cho tụi con những gì đâu. Cái chú chỉ là chia sẻ cái cảm xúc và kinh nghiệm của chú thôi. Và chú phải là người cảm ơn tụi con. Cảm ơn tụi con cho chú rất nhiều cảm xúc. Đây là món quà chú Trấn Thành muốn Linh tặng cho con. Trên con đường đời các con đi đó, sau này con lớn lên con sẽ nhìn hình ảnh này, con sẽ nhớ không bao giờ quên được. Rồi có đứa thành công, có đứa chưa thành công. Chú nghĩ rằng với tình bạn ngày hôm nay các con sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên. Nhớ giữ lấy nó. Kỷ niệm và ký ức nó đẹp lắm con. Và sau này các con có thể tìm đến nhau để trở thành những người bạn thân quen, có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống nha. Lần nữa thì chúc mừng các con nha, đặc biệt là Đức. Chú chúc con thật nhiều may mắn và có đôi khi có điều kỳ diệu nào đó. Và nhớ lời chú Trấn Thành và chú Linh nói nãy nha. Rồi. Dạ, cảm ơn chú Linh rất nhiều. À, phần thưởng của chương trình cũng đã có, phần thưởng đến từ các vị giám khảo cũng đã có. Và đây sẽ là cái giây phút mà chúng ta tìm ra siêu tài năng nhí ấn tượng nhất năm 2021 là ai. Và người sẽ giúp được công bố điều đó. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thật ra các cháu đều vô được cái vòng này là đã chiến thắng rồi. Đây là một phần thưởng gọi là thưởng thêm ghi nhận sự ấn tượng đặc biệt. Đến từ những người đặc biệt. Đứng gần lại với nhau, kế bên Đức. Đức là trung tâm.
Bây giờ chú Thành đọc tên người nào thì người đó là nhân vật nhận được giải ấn tượng nhất của mùa giải năm nay. Và giải ấn tượng siêu tài năng nhí mùa 2 đã thuộc về một thí sinh. Thí sinh nữ. Và bạn ấy tên là Dương Cầm. Dương Cầm đã chính là trở thành siêu tài năng nhí ấn tượng nhất năm 2024 à. Và siêu tài năng nhí ấn tượng nhất năm 2024 của chúng ta sẽ nhận được giải thưởng, đó chính là 100 triệu đồng. Và đây sẽ là những phần thưởng trị giá 20 triệu đồng gửi tặng đến cho top 10 của chúng ta. Bên bờ môi cho bạn cho tôi ngây ngất, kia gió mang niềm vui đến hôn lên bờ môi mềm xinh thơm ngát, để nhớ mai nụ cười xinh vui tươi hàng ngày. Rồi, chúc mừng cho con bé Dương Cầm đã đạt được giải thưởng là siêu tài năng nhí ấn tượng nhất của mùa thứ hai. Chúc mừng con với giải thưởng là trị giá 100 triệu đồng nha. Chúc mừng. Và kính thưa quý vị khán giả, như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc một mùa siêu tài năng nhí rất ấn tượng, trọn vẹn và rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi và đồng hành với các bé. Cảm ơn top 10 của chúng ta, cảm ơn ba vị giám khảo và cảm ơn cả ekip chương trình đã tạo nên được một sân chơi rất tuyệt vời dành cho các bé thiếu nhi. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Medicine Medical Group thực hiện. Và cũng xin gửi lời đến Xúc Xích Xúc Lắc, heo cao bồi nguồn dinh dưỡng từ thịt đã đồng hành cùng với chương trình. Và hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào siêu tài năng nhí mùa thứ 3. Xin chào và hẹn gặp lại mùa sau. Xin cảm ơn các vị ban giám khảo và cô Viu Lê đã tạo điều kiện cho con để con thể hiện tài năng của mình trên chương trình. Mình tham gia chương trình này thì mình thấy rất là vui. Các bạn đang có tài năng mới mẻ độc lạ thì hãy mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình. Chúc chương trình siêu tài năng nhí ở trong mùa 3 sẽ tìm được những tài năng mới lạ. Các bạn hãy tham gia chương trình Super Chan siêu tài năng nhí nhí giống như mình vậy nè. Nụ cười xinh em tự tin trên phố vui. Tôi tay cầm tay cùng đi đến nơi chân trời, và cuộc sống sẽ lấp lánh bên những giấc mơ ngọt ngào, làn môi xinh mang nụ cười gần bên nhau. Nào mình vui bước sánh vai bên nhau cùng chấp cánh bao mộng mơ, nồng nàn hương thơm bên bờ môi cho bạn cho tôi ngây ngất, kia gió mang niềm vui đến hôn lên bờ môi mềm xinh thơm ngát, để nhớ mai nụ cười xinh vui tươi hàng ngày. Chúng ta cũng đã trò chuyện và lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của các bé. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho các bé. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp thực hiện cùng với Madison Media Group. Và xin chào và hẹn gặp lại tuần sau nha. Bây giờ chú Thành đọc tên người nào thì người đó là nhân vật nhận được giải ấn tượng nhất của mùa giải năm nay.
giải ấn tượng. Siêu tài năng nhí mùa 2 đã thuộc về. Đã thuộc về một thí sinh. Thí sinh nữ. Super Ten siêu tài năng nhí mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.